giờ cũng hết quên, lòng rồi, chơi hết lòng rồi. Quỳnh tâm sự lần thứ hai nói đi. Có việc thôi, ông cảm đi. Rồi lấy góc máy cho đẹp nè. Giống như anh. Bỏ thẳng đi, thẳng xấu quá, bỏ nó đi. Nè mọi người thấy như Quỳnh hát bài chưa, cả nhà nghe bài đi như mình về nè. Rồi. Hai mà tử. Gió miền xuôi thổi xuôi miền người. Cây kim chiều mỏi mắt đời mong bao giờ. Ôi, anh làm cái gì được kìa? Bao giờ cái đó là cái bọn cái mình cầm mà lắc lên lắc lại khó nè. Yeah.